Đây là dòng cơ bản nhất của thương hiệu Electrolux. Nó chỉ bao gồm những cái chương trình giặt nước nóng để giặt sạch những cái vết bẩn thông thường, chương trình Hygienic Care xông hơi nước nóng để tiêu diệt vào vi khuẩn. Đây là những cái cơ bản và thông thường các thế hệ mà máy giặt trên thị trường đều như vậy. Tuy nhiên sang đến dòng Ultimate Care 500 thì nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ giúp giặt sạch hiệu quả và bảo vệ quần áo luôn tươi mới. Ở dòng Ultimate Care 300, trong quá trình giặt hoặc quá trình rũ, nước sẽ xối thẳng hóa chất vào phía trong lồng giặt. Như vậy là nó sẽ hòa tan không đều, bị đọng vũng trên bề mặt, và khi ma sát va chạm nó có thể mài những cái hóa chất nó không đồng đều đặt ở một cái vị trí nào đấy, gây ra hiện tượng bạc màu. Ở dòng này hoàn toàn khác, toàn bộ hóa chất nó sẽ chuyển xuống một cái hệ thống trộn đây ạ, bạn có thể nhìn thấy ngay đây. Đây là cái hệ thống sục để nó đánh tan hóa chất, giúp tiết kiệm xà phòng, hòa tan nhuyễn rồi mới từ từ bơm vào phía trong lồng giặt, giúp hóa chất dễ dàng ngấm sâu vào bên trong lõi của sợi vải, giúp giặt sạch sâu hơn, giặt sạch nhanh hơn. Và điều quan trọng là nó không đọng vũng tại một điểm, vì thế nó sẽ bền màu hơn. Đấy. Vì thế dòng này nó có khả năng chăm sóc và bảo vệ quần áo tốt hơn so với dòng Ultimate Care 300. Để được tư vấn chi tiết về những cái dòng máy giặt ở thương hiệu Electrolux thế hệ mới nhất 2024, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.